quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 6 tháng 12 năm 2022 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, ven biển cấp 3 đến 4, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 13 đến 16 độ, phía Nam 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 18 đến 21 độ, phía Nam 22 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, phía Bắc trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, riêng Bình Thuận 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.